đỉnh chưa? Giỡn hoài anh em, xe nào tôi bóp cũng được đó, thấy không? Cái này là tuyệt chiêu này gọi là quỳ lại cửa chùa nha anh em. Nào quỳ lại nè. Đó. Nào. Đó, được, còn được, còn cứu được. Rút cái giò lên. Còn cứu được. Nè, còn cứu được nè. Còn cứu được, rút cái giò lên. Nè, bo cua nè. Ê, 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 ê. Dạo này trời mưa khá nhiều nên ok mọi người, hồi nãy mới phát hiện con cá rô nó lôi lên bờ, xong cái mình phải bắt nó vô, rồi bây giờ mình tới cái sông mà mình thả. Đây có cái chỗ nuôi cá nữa, thả chỗ này đi. Rồi hên ghê, đâu có cái chai, xuống con. Tuyệt vời, ổn ổn. Ôi nó sống ở gần cái bè nuôi cá này là nó ăn ké thức ăn được luôn á. Còn cái này mình sẽ vẫn tiếp tục cột đây để đi kiếm cái chảo dục. Anh Hậu ơi, làm phần 2 về chiếc cào cào đi anh. Tèn tèn chiếc xe chưa gì hết mà nó hư tùm lum rồi. Anh mới mua cái này nè. Ủa em coi trên lấy trên đó có cái rồi anh mượn ơi. Ok các bạn, chơi xe này nó cũng như xe xăng bình thường ha. Nó mới hư cái ống này, xong rồi giờ mình phải đi mua cái này. Cái này vẫn còn xài được, giờ chuẩn bị sửa. Nó hư cái ống này rồi. Nè chỗ này nè. Đó. Giữ. Vô. Vừa mới tính sửa chiếc này đi chơi. Ngon ngon. Ê anh mới nghe em bấm kèn hay gì vậy? Bấm kèn chỗ nào đâu, hôm nay chơi xe dữ à. Ngon ngon ngon. 12 bài hả? Rồi bấm đâu? Lúc này hả? Ồ không, lúc này. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chạy. Nào thử coi. À, khác nhau. Quá tuyệt vời. Dữ. Ủa rồi này là xe gì ta? Nó gọi là xe gì? Xe ta chạy quán trường. Xe ta chạy quán trường hả? Xe xuồng á hả? Ừ, nó giống chiếc xuồng thiệt nè. Số 8. Cái này mở sao đây? Trời, giữ nội công sao đâu. Hai bình, cục bo. Dây điện tùm lum la luôn. Giữ. Rồi này cái bánh nó nằm trước hả? Ê, bánh không lớp. Ủa là, bánh không ruột. Ồ, giữ. Ê, tắt chỗ này, tắt chỗ này đúng không? Này động cơ mấy quá em? Đầu 24V. À cái này là số pin hả? Số von. Không biết động cơ bao nhiêu watt nhỉ? Ấy bóp. Dễ hương bóp. Mua. Ừ, mua nha. Nó lấy dữ trời. Ôi thôi chiếc này hư rồi, dục. Mình nay mình chơi. Không, dẹp qua bên. Hư rồi, dẹp qua bên. Nay chơi chiếc này nha anh em. Đâu, có cái phuộn nữa nè. Ê, cái này nhúng được không? Được anh, nó nhúng. Đâu, em ngồi lên coi. Đúng, giữ. Ôi, nó mạnh như vậy. Cái phuộn nhỏ xíu mà nó kê lên ghê vậy. Ôi, rồi, cái thắng này hư rồi. Đâu, em chạy thử coi. Ngon. Ê, vui. Đúng, giữ. Có lấy, nẻ qua luôn. Rồi đánh lại. Chuyên nghiệp dữ vậy. Rồi cái này là coi như là nắm trùm quảng trường nha anh em. Cái này lên quảng trường chơi là nắm trùm luôn rồi. Đó, một bánh luôn. Ủa lộn, hai bánh. Ấy được, cho anh mượn thứ ấy. Cái này mình làm đi clip đi bóc bánh cà khịa đây xin bôi. À, vậy hả? À, cái chỗ này để chân nè. Nãy em nói cái này có mấy mod? Ba mod là cái nào? Này phải không? 1, 2, 3 nè. 1, 2. Còn cái này là đi lùi. Đi lùi với đi tới thôi phải không? Ôi, mình chơi mod mạnh nhất đi. Ê, mạnh, ngon. Đù, mạnh dữ vậy. Trời, mạnh. Ê, mạnh dữ.
Ngon 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 anh em ơi. Đồ bữa nay biết được xe này mới là ngon thật chứ. Dễ thương không? Ok các bạn nha, hôm nay có một chiếc xe điện độ mới. Hôm nay mình sẽ đổi phong cách chơi nha. Thường khi là chơi xe xăng nổ ghê quá, nay chơi xe điện. Xe này em mua nhiêu? 2,5 triệu hả? Ừ, cỡ đó được ha. Ê, anh thấy hình như có loại triệu mấy nữa đó. Yếu hơn hả? À, bình nó nhỏ phải không? Này 2,5 triệu, 2 bình. Ê, nó xài cái bình giống như cái bình xe máy nè búp. Cỡ này là sao ta? Chở đồ theo hả? Cái này muốn mình làm cái cốp đó để bình dự phòng á. À, nó hết thì mình đấu dây qua đây. Ừ, hợp lý. Rồi cái này là nãy em nói là tới bao nhiêu volt là nó hết? 150. Là 15 volt ha, là nó hết. Này tới 24 lần. Chiếc này giá gốc tới 4,3 triệu lần đó nha. Ghê vậy? Này, em bé nó mua lại ở khu vui chơi nên mới được phân nửa giá đó. Ừ, 4,3 triệu mắc dữ vậy. Nè, nó mua khu vui chơi nè, người ta có dán cái số 08 nè. Mà mua về chơi được rồi. Mua mới chị. Ôi dễ thương thiệt cái chứ. Cái này đâu có bóp đầu được, cái bánh nó nằm trước mà. Bữa nay em lấy chiếc kia cho em thử. Ờ, còn chiếc nữa hả? Ừ. Ngon vậy ta. Bằng giá chiếc cào cào luôn. Chiếc cào cào mini nó 5 triệu. Con này 4,3 triệu nhưng mà xe cũ thì rẻ. Bấm GPS thử coi. Này nó chưa hết ga. Sân mình không có chạy hết ga nổi. Ơi, không có thắng má ơi. Cứng ga nè, cầm cứng ga rồi. Không biết là bao nhiêu km trên giờ. Rồi ok bạn nha, lần đầu tiên mình mới chạy chiếc này nhưng mà để mình hướng dẫn các bạn bóp một bánh nè. Đang chạy đúng không? Ghê. Dữ chưa nè em? Quá đẳng cấp chưa? Cái đó anh đang bóc 2 bánh mà chứ không phải 1 bánh đâu. Phải bóc 1 bánh. Xe có 3 bánh. Uh-huh. Nè. Sao ngã luôn đi coi cho đẹp. Nè, đánh góc lái lại nè, lên nè. Ghê chưa? Sợ chưa? Nè, chéo tay nè. Nè. Thiệt chứ, cái này chơi rất là an toàn luôn rồi anh em ơi. Quá đỉnh luôn. Đó, anh em nào mà đam mê thăng bằng là chơi chiếc xe này là tuyệt vời. Để thử bóc xì tai tai Thái nha. Xì tai này là xì tai Thái nè, bóc bóp đầu á. Nè. Bóp nè. Bóp nè. Đỉnh chưa? Chéo tay nè. Nhìn giống. Giống gì? Không giống gì. Từ để anh làm chéo tay cho mọi người coi mới được. Hay không? Nè. Thử nè. Vô tay. Đó, đẳng cấp chưa? Trình phải cao cỡ nào mới gì cỡ đó được đúng không? Nè, đang chạy nè. Giữ vô, giữ vô. À, chó đái bờ rào nè. Đó. Cái gì vậy? Đó, đỉnh không? Đứng bên luôn nè. Ê, chóng mặt quá, cứu mẹ. Ý. Thấy không? Nè. Anh nào ơi, chóng mặt quá. Đó, đỉnh chưa? Giỡn quá anh em, xe nào tôi bóp cũng được, thấy không? Rồi nè. Bóp kiểu này mới giữ nè. Má sợ ướp mặt quá. Ghê, ghê. Nào, cái này là tuyệt chiêu này gọi là quỳ lại cửa chùa nha anh em. Nào, quỳ lại nè. Đó. Thấy không? Bái lại cửa chùa. Đó. Quá tuyệt vời. Mệt thiệt. Nè, chiêu này là Vinh Quy Bái Tổ nè. Chóng mặt lắm rồi. Nè, chiêu này là gọi là Vinh Quy Bái Tổ nè anh em. Là té vừa bụi chuối người ta ginh về Vinh Quy Bái Tổ luôn. Còn đây là bé Búp chở bé Sói.
mọi người coi anh em tụi tôi chơi nè, anh em tụi tôi đi dưới quê chơi vậy không à, nè chuẩn bị nha, đó ghê chưa, anh em tụi tôi chơi vậy không nè, đó ấy chỗ cây mày á, rồi lặp lại nè, đó 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 thấy chưa nè, đó từ 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 làm lại cái thế nè, hai ba lên, hai ba lên lên đó, đỉnh chưa, đỉnh chưa nè, buông tay nè, sao mà không bóc cao lên tí, lên nè, đó ừ đi thẳng luôn, thẳng luôn, thẳng luôn, thẳng luôn, thẳng luôn. Cái tim tao nó đập thành thịt luôn á, mệt quá, nó đập thành thịt luôn, chưa thấy chiếc xe nào mà nó nhỏ mà nó vui vậy luôn. Bóp lên anh chở thử bóp, đưa điện thoại cho thằng bé rồi đợi nóng lên. Ok anh em, mình chở cái bóp chạy chiếc này thử cho bạn coi nè, dưới quê đâu có trò gì chơi, dưới quê chơi vậy không à, đó giờ ở dưới quê là nó cổ lỗ sĩ lắm, chơi vậy không à, được không, được không, rồi lại đây quay nè em nè, thấy chạy nhanh không, thì dịnh sao, thì cứ dịnh đi nè, làm quen nè, làm quen nè, rồi lên nè. Nè làm quen nè, lên nè, lên nè, lên nè. cái gì mà la dữ vậy nè, đó rút chân lên, rút chân lên, rút chân lên nè, nè trái phải đều được, mình là trái phải đều được anh em, chậu cây đó ha, bình tĩnh, quá độc chiêu luôn nè, quẹo nè, thấy không, dính dính đi, dính đi nè, lên nè, lên nè, té đâu, rút cái giò lên, rút cái giò lên, trời ơi trời, rút cái giò lên đi, được chưa, rút cái giò, rồi ngồi im trở lại đắng luôn, mệt quá anh em ơi, chơi vui quá. Sao rồi, đỉnh không? Nghỉ một chút rồi, giờ búp là săn quần lên nè, thấy tự tin rồi nè, tự tin chưa? Làm lại cái nữa ha. Giờ em lái hay anh lái? Anh lái đi. Em lái đi, anh hất lên nha, thử nha. Anh đừng có hất. Thì anh chỉ cho bóp. Anh chỉ cho bóp. Lên đi. Anh hất sợ, em không giữ được rồi. Không sao, sao, cái xe này an toàn lắm, lên đi. Thiệt, anh đứng y chang nè, con bé đó vậy đó. Trời ơi bả nhát quá mọi người ơi. Nè. Đó. Rồi ok chưa? Chưa ok. Ok rồi, dịnh cái chân lên. Mập đâu mập trời ơi à. Rồi chạy nè. Bình tĩnh chưa? Rồi, nhẹ nhàng ha. Đó, lên nhẹ nhàng ghê không? Quá trời là nhẹ nhàng luôn đúng không? sao cười vui dữ vậy, dạ thích đúng không, đó nè thấy không, quá trời nhẹ nhàng, quá trời nhẹ nhàng luôn. Cái gì vậy, cái gì mà cười hoài vậy nè, mình đừng có cười thấy không, cái này là môn kỹ thuật rồi mình. Được, còn nữa, còn nữa, còn cứu được. Rút cái giò lên. Còn cứu được. Nè, còn cứu được nè. Còn cứu được, rút cái giò lên. Nè, bo cua nè. Ê. Hên quá anh em ơi, vẫn còn cứu được. Không sao nha mọi người, rút giò lên. Cái này là không phải. Ốp camera
chị đi bệnh viện. Cái này ôi nó đưa thiệt kìa trời. Sao xe nó cứ chạy lùi mà vậy. Bây giờ là thử một tay chạy luôn nè. Con chạy. Trời ơi. Đi sao ơi? Mệt quá anh em ơi. Có lý, xe này là coi như là chóng mặt à. Nè, em cứ cân bằng lại bên trái đi, anh cân bên phải chưa? Thì em nỉn qua đi, anh tự cân chưa? Đó. Đừng có bỏ chân xuống. Bỏ chân xuống là nó trật khớp bây giờ. Cô chị ơi nhóc. Rồi, 2 3. 2 3 chạy nè. Giãn ra nè, 2 3 lên nè. Bẻ đá. Lại cái nữa. One more time. Rồi, giãn ra lên, 2 3. Mệt thiệt chứ. Ây, bả cân bằng dở quá mọi người. Đó, nếu như các bạn thấy mình bóp đầu nó là một cái môn khó quá thì có thể chơi cái này. Rất là an toàn luôn. Cái này là mình thấy lâu lắm rồi ở mấy cái công viên á. Nhưng mà mình chưa bao giờ chạy thử, mình cứ tưởng đâu chiếc xe này nó chở mình không nổi. Ai dè nó mạnh quá trời mạnh luôn. Nè, thấy không? Nếu mà chạy bình thường nè. Đó. Mình cứ tưởng đâu là nó yếu lắm, ai dè nó mạnh ghê luôn. Trời. Thấy không, nghiêng lên một cái là dở bánh lên liền. Thiệt chứ cái này chơi mà trừ cơm được luôn á. Chơi mà không ăn cơm được luôn á. No luôn, đúng không? Chơi mà lấy no luôn. Vui thấy sợ thiệt chứ. Lâu đổi chủ đề quay mấy cái này vui thiệt các anh em. Mà cái này phải chia cho chạy ngoài đường ha. Chạy ngoài đường là nó nhàn gì đâu luôn, như xe hơi vậy á. Coi nè, để chân nè, y gian xe hơi luôn. Trời ơi, sướng. Rồi bây giờ mình sẽ chở thằng bé bóc bánh sau. Em đứng được mà đúng không? Trời ơi. Mày ngồi tới chắc tôi thở không nổi mày. Rồi bây giờ mình bóc cái bánh bên này nha. Nghiêng qua này nha. Đó, quá đỉnh. Thấy chưa? Anh em thấy, mọi người thấy anh em tụi tôi chơi chắc không? Đúng chiếc dép nè. Đó, nè, bỏ cua lại nè. Từ từ, chưa? Làm lại nè, đánh nè. Lên nè. Trời, sao mà lên trốn được. Lên nè. Làm lại, bữa nay. Lên, em đâu rồi? Trời lại nha. Rồi. Đó, quá đỉnh. Đó, biểu cảm gương mặt đâu? Biểu cảm gương mặt. Chơi xe này giống bị tai biến. Thôi mình có thể chơi bình thường được không? Chứ sao càng chơi nhìn giống bị tai biến. Chạy nó cứ càng nỉ. Không ai ép. Nó chứ cà nén à, nén kỳ quá à. Giờ mình là lên xe là vậy nè. Là bình thường dữ chưa? Nè, bình thường nè, dặn con ốc ra được luôn nè. Giờ cái này mà có cái cà lê là dặn tháo con ốc ra luôn. Lên tivi nè anh em ơi, hi hi. Thì nếu như cái bộ môn bóc đầu có quá khó đi thì chúng ta chơi cái bộ môn này vừa vui vừa an toàn, tại vì cái tốc độ của nó không có nhanh ha. Và các bạn đừng có tưởng là cái này nó dễ, thật ra thì nó cũng hơi, nó quá dễ đối với mình, nhưng mà muốn hất lên mà đi vậy cũng hơi khó. Ô, kỹ thuật đó quá đỉnh luôn em ơi. Đi vòng tròn đó đi. Chạy nhanh lên đó, này đi biểu diễn là cũng vui lắm á. Đó, thì cái kỹ thuật này nó cũng giống như một cái kỹ thuật đi hai bánh trong cái chiếc ATV 4 bánh, mấy cái chiếc mà mô tô 4 bánh địa hình á.
thì cái kỹ thuật mà 4 bánh xong chạy 2 bánh á, nó cũng giống vậy nè, đánh lái một cái là lên 2 bánh. Mấy cái này các bạn đừng có khinh thường nha, nó cũng là một cái trong những tiền đề của bộ môn stunt á. Stunt là biểu diễn mà, chỉ cần chạy khác người là thành ra biểu diễn rồi. Lên lên. Giữ 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 à, giữ thăng bằng tốt là có tố chất để chơi bốc đầu à. Nhưng mà bé nó còn nhỏ tuổi thì chơi mấy trò con nít này được. Còn bốc đầu nó quá xa vời à. Bốc đầu xe máy thì phải đợi đủ tuổi các kiểu. Kết clip đi, móc 100 chiếc. Ok, giờ đây kết clip. Rồi ok các bạn nha, nói chung là ngày hôm nay vô tình bé nó mang chiếc xe độc lạ tới. Rồi bữa sau em còn chiếc nữa đúng không? Ok bữa sau đem xuống chơi nữa ha. Ok còn bây giờ hy vọng các bạn sẽ thích cái video này và hẹn gặp lại các bạn video lần sau nha. Bye bye.